Vâng, xin được chào tất cả các quý vị khán giả đang coi cái clip của Quang. Vâng, hôm nay thì Quang xin được chia sẻ với cả tất cả mọi người về cái nuôi cái con chòe than non, chòe than con lên đấy mà nó bị tật lỗi thì cái cách khắc phục. Thế trong cái quá trình nuôi thì trước đây thì Quang cũng đã làm cái clip mà hướng dẫn mọi người về nuôi cái chòe than con, chòe than non là làm thế nào để nó không bị tật lỗi đấy. Thì như một số anh em thì cũng đã biết, một số các cái nghệ nhân chơi trước thì đã cũng đã biết, nhưng mà cũng có nhiều các cái bạn trẻ bây giờ là mới chơi, mới tham gia cái bộ môn nuôi chòe than này thì cũng chưa tìm hiểu cho lắm về cái con chim chòe than. Thế nguyên nhân chính mà dẫn đến khi mà chúng ta nuôi nhốt cái con chòe than non, chòe than con ở trong lồng ấy, là nguyên nhân chính ấy, làm nó bị tật lỗi là lỗi lộn cầu ấy, đa phần là lỗi bị lộn đấy. Thì cái nguyên nhân chính thì mọi người phải hiểu là cái bản năng, bản chất của cái con chòe than ấy là bản năng của nó là bản năng của cái loài chim mà bay nhảy linh hoạt, thích múa hót đó. Thế thì khi nuôi nhốt ở trong lồng ấy thì một cái con chòe than con khi mà chúng ta nuôi đến cái giai đoạn mà nó bắt đầu biết mổ, biết nhảy và nó tự lập rồi ấy, thì nó rất là hay sinh ra các cái tật lộn. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất cái vấn đề bây giờ Quang đề cập đến cái vấn đề thứ nhất là cái vấn đề mà mồi tươi, cái chế độ ăn uống hàng ngày của cái con chòe ở ngoài tự nhiên. Thế thì cái con chòe than ở ngoài tự nhiên ấy thì nó ăn uống là nó theo cái khi mà nó đi đến những cái khu vực và nó tìm thức ăn ấy thì nó vớ được cái gì ăn cái đó, nhưng tuy nhiên ấy là nó ăn uống những cái mồi tươi mà nó có thể điều hòa được cái cơ thể của nó. Cái thứ hai là khi mà cái trong cái ở ngoài tự nhiên ấy thì cái con chim nó được bay nhảy, nó thoát hết ra đấy. Thế cái bù lại, cái ngược lại khi mà nuôi nhốt ở trong lồng thì đa phần anh em, nhất là anh em ở các cái khu vực thành phố nuôi thì với cái điều kiện nhà cửa chật hẹp đó, thì khi chúng ta nuôi nhốt ở trong các cái lồng nhỏ quá mà lại cho ăn nó tốt quá, nó rực quá đấy, thì chúng ta hay dẫn dễ đến bị cái con chim nó sinh ra cái tật nó lộn cầu, nó ức chế ở trong người, nó không được bay nhảy, nó không được thoát ra đấy. Thế cái cách khắc phục thì như ở đây thì mọi người đang thấy rằng là Quang đang cho nó ở một cái lồng phóng và dài cao gần 2 mét đấy, và cái chiều rộng của cái lồng, đường kính cái lồng này là 60 phân, và Quang đang để thiết kế ba cái cầu như thế này đấy. Thì anh em chú ý là ở trong cái lồng ấy thì như mọi người có cái lồng như này thì để cái khay tắm hoặc cái chậu tắm ấy thì để tránh cái phía vực cái cầu ở phía trên ra, chúng ta thiết kế cái cầu cài tránh cái khay tắm, trong tránh cái trường hợp chim nó đậu ở trên cầu nó sẽ ỉa vào cái khay tắm, cái khay nước uống chẳng hạn như thế đấy. Thế về cái điều trị như thế này với những cái chú chim mà nó nóng ở trong người, nó ức chế ở trong cái lồng nhỏ thì cái cách khắc phục thì nếu như anh em có những cái lồng như này thì là cái tốt nhất đấy, hoặc là anh em có cái lồng trại đất như thế này thì có thể thả ra. Thế tuy nhiên nếu như anh em mà không có điều kiện thì chúng ta có thể mua cái lồng trại đất như này bằng cái loại bằng bằng cái loại thép mạ thôi, nó rẻ thôi, nó cũng đang thấy họ đang bán đâu 250, 300, 400 gì đấy đấy, to dài như này, và chúng ta để xuống nền đất, mà trong đó thì chúng ta có những cái cây chậu cây đất như thế kia kìa đấy, con đang quay kìa, chúng ta úp nó vào đấy thì là cái tốt nhất đấy, cho chim nó bay nhảy, nó xả bớt nó ra đấy, nó đào bới đất các thứ. Thì cái khi mà chim nó đã bị rồi thì anh em chú ý là cho chim ăn các cái mồi tươi nó mát thôi, ví dụ như là con giun đất này, con dế này đấy, cào cào châu chấu nhộng tằm thì cho vừa phải thôi đấy, đặc biệt là đừng bao giờ cho ăn sâu đấy, là với những cái chú chim mà nó đã bị lỗ như thế đấy. Hoặc là ví dụ như là nó có cái hiệu thuốc, nó có bán cái trà sâm đấy, là cái cũng tương đối mát cho cơ thể của chúng ta đấy, hoặc là cái loại thuốc mà anh em có thể ra hiệu thuốc nếu như chim của chúng ta nó bị rực quá, nó bị nóng quá, nó bị ức chế trong người ấy, thì chúng ta có thể cho nó uống các cái loại thuốc mà mọi người ra hỏi, cái thuốc mát gan của trẻ trẻ em đấy đấy, thì chúng ta về pha vào nước cho chim nó uống hàng ngày, pha tỷ lệ vừa phải thôi để cho con chim nó dịu bớt ở trong cái cơ thể của nó đi. Nếu như anh em nào nuôi mà lại cho ăn tốt quá mà có thể lại cho nhiều sâu quá đấy, đấy thì chúng ta dùng cái biện pháp đấy. Thế Quang nói rằng là nếu như ở ngoài tự nhiên ấy, thì chim nó còn phải đi kiếm ăn,
Rồi thì nó cũng còn rất là nhiều các cái yếu tố khác nhau, thì chả có cái thời gian đâu mà đứng rảnh rỗi mà lại lộn cầu cả. Thế bù lại thì anh em nuôi nhốt ở trong lồng thì cho ăn đầy đủ quá thì là bắt đầu là sinh ra thừa chất, rồi ức chế ở trong thì bắt đầu sinh ra cái tật lộn đấy. Đa phần ấy, cái trẻ con ấy là đến khi mà cái tuổi mà nó đang phát triển ấy thì nó rất là hiếu kỳ, nó hết là nghịch ngợm, nó thích bay nhảy. Thế nhưng mà mình mà nuôi ở thành phố này, nhà anh em thì nó chật quá thì chả có chỗ thả, thì nó hay bị sinh ra lỗi như thế. Thì anh em nếu như mà chưa có cái điều kiện có cái lồng như này thì mọi người muốn rẻ nữa thì chúng ta có thể dùng vài cái vòng sắt sắt 4 chẳng hạn, sắt nhỏ nhỏ thôi, chúng ta mua lưới và chúng ta quây nó vào đấy, dựng lên 4-5 cái vòng quây quây và vào thành một cái lồng cũng được, thì cái chi phí nó rẻ đấy, và chúng ta đặt nó lên đất thôi đấy. Thế còn trường hợp nữa mà chúng ta chưa có điều kiện thì chúng ta có thể đóng cửa và chúng ta thả trong nhà, đóng cửa phòng và thả trong nhà để nó bay nhảy, nó cũng đỡ, nó thoát ra phần nào. Đấy là cái cách mà khắc phục đấy. Thế còn khi mà chim nó đã bị lặng quá rồi ấy, thì nó cũng rất là khó đấy. Thì ở cái clip này thì Quang cũng xin được chia sẻ với anh em về cái đấy. Thế còn cái cách mà anh em có cái lồng mà làm được cái lồng tròn cao như này, thì mọi người để ý cái cách cài cầu ấy, thì cái cầu đầu tiên ấy, thì chúng ta cho nó cao hẳn so với lề này đi đấy, vì có những con nếu mà chúng ta cài thấp quá nó vẫn cứ đứng ở dưới là nó lộn đấy. Để xong chúng ta thiết kế những cái cầu cao như này đấy, thì chim nó sẽ bay nhảy ở trong này là nó sẽ rất là ít có cái cơ hội mà nó lộn cầu đấy. Về chế độ cho ăn, thì với những cái chú chim mà nó đã bị như này rồi thì qua cũng thấy cũng một số các cái nghệ nhân nuôi đi trước thì có nói rằng là chỉ cho ăn cám không thôi, cho ăn cám không thôi thì nó chả có cái chất gì nữa, thì nó làm gì có sức khỏe để mà nó lộn, thì cũng hợp lý. Thế nhưng mà để mà cứu chữa những cái chú chim như này, mà nhất là bây giờ đây mình đang nói thực tế, ví dụ như cái con chim này chẳng hạn, nó đang là cái con chim mà nó đang phát triển tuổi ăn tuổi lớn và lại lại còn đang thay lông nữa. Thế nên mà chúng ta chỉ cho ăn có cái cám không thôi mà thì thực tế là sẽ không đủ chất. Khi đó thì chúng ta nuôi cái chú chim lên đấy thì nó sẽ chậm thay lông, nó sẽ chậm hót, để phải đến mùa sau bắt đầu là chúng ta bắt đầu thúc lên thì bắt đầu là nó mới 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 chơi được chẳng hạn. Đấy, thế thì để cứu chữa với những cái chú chim như này thì chỉ có mỗi cách duy nhất là chúng ta thả ra cái lồng như thế này thôi, và chúng ta vẫn phải cho nó ăn uống đầy đủ chất để cho nó phát triển. Đấy, con nói ví dụ như ở ngoài tự nhiên là nó ăn rất là nhiều thứ linh tinh. Thế khi cho nuôi nhốt ở trong lồng mà chúng ta chỉ có mỗi cám, rất là nhiều bạn ở nuôi chòe non là chỉ có cám gà với cả sâu không thôi ấy, thì làm sao mà đòi nó đủ chất mà đòi sau này nó chơi luôn được. Đấy, nuôi chỉ làm yếu đi con chim thôi. Đấy, nó phát triển thì nó phải ăn, ví dụ như chúng ta nuôi ở trong nhốt ở trong lồng thì chúng ta có thể dùng tiền chúng ta mua nào là châu chấu này, cào cào, thịt bò, trứng kiến, dế, nhộng tằm đó, rồi tôm tép. Đấy, chúng ta sẽ bổ sung cho nó ăn. Chúng ta có thể đi đào cái con giun đất, đào giun đất cho ăn. Đấy, anh em ở thành phố thì ra công viên hoặc ra các cái vườn hoa, các cái gốc cây đấy. Đấy, chúng ta sẽ đào những cái con giun đất, chúng ta cho con chim nó ăn thì nó sẽ bổ sung các cái chất khoáng và sẽ làm cho con chim nó có cái bộ lông óng mượt. Đấy. Cái clip này thì Quang cũng xin được dừng lại ở đây và xin chúc tất cả mọi người nuôi được các cái chú chim thành công theo ý muốn của mình, và xin hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip sau.